Sau 3 tháng tranh tài, ngày 7 tháng 8 vừa qua, cuộc thi FinTech Blockchain năm 2022 do Trường Đại học RMIT Việt Nam tổ chức đã khép lại thành công. Đây là cuộc thi thường niên dành cho học sinh trung học và sinh viên đại học trên toàn quốc, với mục tiêu kêu gọi đề xuất giải pháp cho các vấn đề trong thế giới thực bằng cách sử dụng công nghệ blockchain và FinTech. Với vai trò ban tổ chức, Khoa Kinh doanh và Quản trị Đại học RMIT phối hợp với Trung tâm FinTech Crypto RMIT và Câu lạc bộ FinTech RMIT Việt Nam đã mang đến một sân chơi học thuật cho thế hệ trẻ Việt Nam, giúp các bạn mở rộng chân trời kiến thức và kỹ năng về công nghệ FinTech và Blockchain. Đây là cơ hội để các bạn thử sức, học hỏi và tạo ra những giải pháp công nghệ thiết thực có khả năng ứng dụng cao. Chủ đề của cuộc thi năm nay là xây dựng một thế giới bền vững với FinTech và Blockchain. Dựa trên các mục tiêu phát triển bền vững SDG của Liên Hợp Quốc, ban tổ chức đã chọn ra 5 mục tiêu chính để đưa vào đề thi năm nay, gồm xóa nghèo, không còn nạn đói, giáo dục có chất lượng, công việc tốt và tăng trưởng kinh tế, hành động về khí hậu. Qua đó thu hút 31 đội tham gia với tổng cộng 127 học sinh và sinh viên, đại diện cho 32 trường đại học và trung học phổ thông trên toàn quốc. Các thí sinh năm nay rất có thế mạnh về kiến thức kinh doanh, kiến thức kỹ thuật công nghệ. FinTech và Blockchain đã phát triển nhiều trong những năm gần đây. Đối với sinh viên đại học, điều này được xem như là một khía cạnh rất hấp dẫn của nền công nghiệp 4.0 và các sinh viên đã khai thác rất tốt. Tại vòng chung kết, 6 đội thi xuất sắc nhất đã trình bày ý tưởng trực tiếp trước 3 nhóm khảo, gồm các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp FinTech Blockchain như Binance, CardiaChain, MetaIn và Đại học RMIT. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng với tổng trị giá lên đến 150 triệu đồng. Trong đó, đội Unblockable gồm các sinh viên đến từ Đại học RMIT cơ sở Nam Sài Gòn đã xuất sắc đoạt danh hiệu vô địch cuộc thi với ý tưởng du lịch kết hợp bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng dựa trên nền tảng công nghệ blockchain. Về mặt tinh thần thì qua cuộc thi này mình đã có được không chỉ những người bạn mới mà là những người gia đình mới của mình. 2 tháng vừa qua học cùng nhau làm bài, cùng nhau làm bài thi thì đã cho mình sẽ là một mối hệ rất là thân mật với những người đồng nghiệp này. Về mặt kiến thức rồi thì qua cuộc thi thì mình phải tìm hiểu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, qua đó trau dồi được một lượng kiến thức rất là nhiều về ngành FinTech nói chung và cả một hệ thống công nghiệp nói riêng.